Hôm nay, chúng ta sẽ đi vào bài đầu tiên của hợp phần hình học xà ảnh. Bài 1, định nghĩa không gian xà ảnh và các phẳng của nó. Đầu tiên, cô sẽ nhắc lại định nghĩa không gian affin. Cho một tập hợp A khác rộng mà phần tử của nó gọi là điểm. Cho V là không gian vector trên trường K và cho ánh xạ F đi từ A, tập tích bề cát A nhân A vào trong V. Ứng với mỗi cặp điểm MN thì sẽ cho ta FMN bằng vector MN thuộc vào trong không gian vector V. Thì khi đó, bộ ba AFV gọi là không gian affin nếu hai tiền đề sau đây được thỏa mãn. Tiền đề thứ nhất, với mọi điểm M thuộc A, với mọi vector U thuộc vào V, thì tồn tại duy nhất một điểm N thuộc vào A sao cho vector MN bằng vector U. Tiền đề A2, với mọi ba điểm MNP thuộc vào không gian affin A, thì ta luôn có vector MN cộng vector MNP bằng vector MP. Thì khi đó ta nói rằng không gian affin AFV sẽ liên kết với không gian vector V trên trường K và được gọi tắt là không gian affin A trên trường K. Không gian vector liên kết V còn được ký hiệu là tập hợp A có dấu mũi tên trên đầu và được gọi là nền của không gian affin A. Như vậy, để có một không gian affin thì chúng ta phải có những gì đây nè. Thứ nhất, chúng ta cần phải có một tập hợp điểm khác rỗng. Thứ hai, chúng ta cần phải có một không gian vector V. Thấy các bạn, không gian vector V trên trường K. Thứ ba, chúng ta cần phải có một ánh xạ F thỏa mãn như trong bài giảng của chúng ta này ha. Thì khi đó bộ ba AFV thỏa mãn hai tiền đề A1 A2 sẽ trở thành một không gian affin. Như vậy chúng ta đã vừa nhắc xong định nghĩa không gian affin. Vậy câu hỏi đặt ra là không gian xà ảnh và không gian affin có mối liên hệ gì với nhau hay không? Câu trả lời là có. Chúng ta sẽ đi vào một ví dụ để thấy mối liên hệ đó. Ví dụ không gian xà ảnh 3 chiều. Không gian xà ảnh 3 chiều chính là không gian affin mà được bổ sung thêm các phần tử ở vô tận. Trong đó, mỗi đường thẳng được bổ sung thêm một điểm ở vô tận. Mỗi một mặt phẳng được bổ sung thêm một đường thẳng ở vô tận. Cả không gian sẽ được bổ sung thêm một mặt phẳng ở vô tận. Và các đường thẳng song song được bổ sung thêm cùng một điểm ở vô tận. Các đường thẳng không song song với nhau được bổ sung thêm các điểm khác nhau ở vô tận. Các mặt phẳng song song được bổ sung thêm một đường thẳng ở vô tận. Các mặt phẳng không song song được bổ sung thêm các đường thẳng khác nhau ở vô tận. Tất cả các đường thẳng ở vô tận của các đường thẳng nằm trong cùng một mặt phẳng tạo thành các điểm của đường thẳng ở vô tận trong mặt phẳng đó. Tất cả các đường thẳng ở vô tận tạo nên mặt phẳng ở vô tận của không gian xà ảnh. Không gian xà ảnh 3 chiều cũng có thể được định nghĩa là tập hợp các lớp tương đương các bộ bốn số thực x, y, z, t không đồng thời bằng 0 và tỷ lệ với nhau. Các điểm ở vô tận có t bằng 0. Ta có thể hình dung không gian xà ảnh 3 chiều như là tập hợp các đường thẳng trong không gian 4 chiều đi qua góc tọa độ. Khi đó, ta có thể dùng không gian vector 4 chiều để nghiên cứu không gian xà ảnh 3 chiều. Như vậy thì, có thể dùng không gian xà ảnh 4 chiều để nghiên cứu không gian xà ảnh 3 chiều. Vậy thì, chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa không gian xà ảnh n chiều bằng cách sử dụng không gian vector n cộng 1 chiều. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài học hôm nay các bạn em nhé. Nội dung bài giảng hôm nay gồm 2 phần. Phần thứ nhất là định nghĩa không gian xà ảnh. Phần thứ hai là các phẳng trong không gian xà ảnh.
Ở phần định nghĩa không gian rãnh thì chúng ta sẽ đi vào định nghĩa không gian rãnh là gì. Và ở phần thứ hai thì cô sẽ cho các bạn một ví dụ về cách xây dựng không gian rãnh hai chiều dựa vào cái cách xây dựng không gian rãnh n chiều. Trước khi đi vào định nghĩa không gian rãnh thì chúng ta có một số ký hiệu như sau. Cho tập hợp Vn là một không gian vector n chiều trên trường K, ta ký hiệu Vn trong dấu móc vuông nè các bạn, là tập hợp các không gian vector con một chiều của Vn. Như vậy tập hợp Vn trong dấu móc vuông này là tập hợp gì? Thứ nhất, cái phần tử trong cái tập hợp Vn trong dấu móc vuông này nè phải là không gian vector con của Vn. Và thứ hai, cái số chiều của cái không gian vector con đó phải có số chiều là 1. Theo ký hiệu đó thì ta có V1 là tập hợp gồm chỉ một phần tử V1, nghĩa là V1 trong dấu móc vuông này sẽ bằng là tập một gồm một phần tử V1. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào định nghĩa không gian rãnh. Cho một tập hợp P khác rỗng và một không gian với tên N1 cộng 1 chiều Vn cộng 1 trên trường K, nếu tồn tại một sóng ánh P đi từ Vn cộng 1 vào trong P thì bộ ba P lớn P nhỏ Vn cộng 1 sẽ được gọi là không gian rãnh N chiều trên trường K. Như vậy, để có một không gian rãnh thì chúng ta cần phải có những gì đây các bạn? Thứ nhất, chúng ta cần phải có một tập hợp P khác rộng mà phần tử trong này là điểm nha các bạn. Thứ hai, chúng ta phải có một không gian vector n cộng 1 chiều vn cộng 1. Thứ ba, chúng ta phải có một sóng ánh P đi từ tập hợp các không gian vector con 1 chiều của vn cộng 1 vào trong P. Thì khi đó bộ 3 V lớn, V nhỏ, Vn cộng 1 sẽ được gọi là một không gian rãnh n chiều trên trường K. Và cái không gian này được gọi tắt là không gian rãnh P trên trường K. Và để chỉ rõ số chiều bằng n thì ta ký hiệu là Vn như vậy nhé các bạn. Nếu Vn cộng 1 là không gian vector trên trường số thực, nghĩa là K bằng Vr, thì P được gọi là không gian rãnh thực, ký hiệu là PnR. Còn nếu K mà bằng C thì sao các bạn? Nếu K mà bằng C đó, thì P sẽ được gọi là không gian rãnh phức và ký hiệu là PnC. Mỗi phần tử của Pn là một điểm của không gian rãnh Pn. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần định nghĩa vector đại diện. Cho không gian rãnh Pn, P, Vn cộng 1, mỗi vector U khác không của không gian vector n cộng 1 chiều và không gian vector con 1 chiều sinh bởi U được ký hiệu là như vậy các bạn, thì P tác động lên không gian vector con 1 chiều sinh bởi U bằng một điểm U thuộc vào Pn, thì khi đó ta nói rằng vector U là đại diện của điểm U. Như vậy, vector U được gọi là đại diện của điểm U khi nào? Đầu tiên thì chúng ta phải có một không gian rãnh Pn, P, Vn cộng 1 này. Được chưa? Rồi, chúng ta có phải thỏa điều kiện là P vector U bằng U nè. P của không gian con một chiều sinh bởi U này nè, bằng U nè. Thì khi đó nè, ta gọi vector U này nè là vector đại diện cho điểm U. Thì hai vector U và U phẩy khác không cùng đại diện cho một điểm khi và chỉ khi chúng phụ thuộc tuyến tính. Và theo kiến thức của đại số tuyến tính á, thì hai vector phụ thuộc khi nào? Hai vector phụ thuộc khi vector này được biểu diễn bằng k lần vector kia, tức là vector U bằng U phẩy sẽ bằng k lần vector U và với k khác không. Như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu xong định nghĩa về không gian rãnh n chiều B
Bây giờ chúng ta sẽ xét một trường hợp đặc biệt với trường với n bằng 2. Thì hoàn toàn dựa vào định nghĩa của không gian xả n chiều, thay n bằng 2 thì chúng ta sẽ có một không gian xả n 2 chiều. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần xây dựng không gian xả n 2 chiều. Không gian xả n 2 chiều hay còn gọi là mặt phẳng xả n là không gian affine được bổ sung thêm các phần tử ở vô tận. Như ở phần giới thiệu thì cô đã nói trong một ví dụ về không gian xả n 3 chiều đó. Không gian xả n 3 chiều là không gian affine được bổ sung thêm các phần tử vô tận. Thì không gian xả n 2 chiều cũng là chính là không gian affine mà được bổ sung thêm các phần tử vô tận. Chúng ta đi vào định nghĩa không gian xả n 2 chiều. Không gian xả n 2 chiều đó chính là còn hay có tên gọi là gì đây các bạn? Là mặt phẳng xả n cho một tập hợp P khác rỗng, một không gian vector 3 chiều V3 trên trường K. Nếu tồn tại một sóng ánh P đi từ V3 vào trong P thì bổ 3 P lớn, P nhỏ, V3 được gọi là không gian xả n 2 chiều hay còn gọi là mặt phẳng xả n trên trường K. Khi đó ta nói rằng không gian xả n V lớn, V nhỏ, V3 liên kết với không gian vector V3 trên trường K và được gọi tắt là mặt phẳng xả n V trên trường K. Và để chỉ rõ số chiều bằng 2 thì ta ký hiệu là V2. Mỗi phần tử của V2 là một điểm của không gian xả n V2. Theo định nghĩa trên thì chúng ta có được là gì các bạn? V3 chính là một mặt phẳng xả n với điều kiện là chúng ta sẽ lấy V là ánh xạ đồng nhất đi từ V3 vào V3, tức là bổ 3 V3, P, V3 là không gian xả n 2 chiều. Vì V3 ở đây là không gian vector trên trường số thực V3R nên mặt phẳng xả n định nghĩa như trên cũng gọi là mặt phẳng xả n thực, ký hiệu là PR. Các phần tử của mặt phẳng xả n V2 được gọi là điểm. Các điểm của P2 sẽ được ký hiệu là A, B, C, M, N, có nghĩa là sẽ được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa. Qua sóng ánh P đi từ V3 vào P thì mỗi điểm A của mặt phẳng xả n P có một không gian con V1 của V3 và P V1 bằng A. Thì khi đó là dựa vào định nghĩa vector đại diện thì ta có là vector A khác không bất kỳ của không gian V1 được gọi là vector đại diện của điểm A. Như vậy, hai vector AB khác không của V3 đại diện cho cùng một điểm của P khi và chỉ khi chúng cùng thuộc một không gian vector con V1, tức là tìm được K khác không để vector A bằng K lần vector B, tức là hai vector AB phụ thuộc tuyến tính. Ngược lại, hai điểm phân biệt của mặt phẳng xả n P được đại diện bởi hai vector độc lập tuyến tính của V3. Như vậy thì chúng ta vừa được tìm hiểu xong điểm của mặt phẳng xả n. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về đường thẳng của mặt phẳng xả n. Định nghĩa đường thẳng của mặt phẳng xả n: xét mặt phẳng xả n P liên kết với không gian vector V3 bởi sóng ánh P. Nếu V2 là một không gian vector con 2 chiều của V3 thì PV2 được gọi là một đường thẳng của mặt phẳng xả n P và được ký hiệu là A, B, C, D, M, N, tức là được ký hiệu bằng những chữ cái thường nhé các bạn. Giả sử A bằng PV2, thế thì theo định nghĩa chung của không gian xả n chiều, sóng ánh P thu hẹp trên V2 đi từ V2 vào trong A sẽ làm A trở thành một không gian xả n 1 chiều. Như vậy, điểm và đường thẳng trong mặt phẳng xả n được xem là không gian xả n con không chiều và một chiều của không gian xả n 2 chiều. Có nghĩa là điểm thì được gọi là không gian xả n con không chiều, còn đường thẳng thì sẽ được gọi là không gian xả n con một chiều của không gian xả n 2 chiều. Cũng với lý do trên, các đường thẳng của mặt phẳng xả n còn gọi là đường thẳng xả n. Không gian vector V2 chính là không gian vector
liên kết với bình đẳng xạ ảnh PV2. Bây giờ chúng ta qua phần thứ hai, đó là các phẳng trong không gian xạ ảnh. Cho không gian xạ ảnh PN, PVN cộng 1, gọi V kép là không gian vector con M cộng 1 chiều của VN cộng 1. Khi đó tập hợp P tác động lên V kép này là các bạn, V kép trong dấu mốc vuông là gì? Là tập hợp các không gian con một chiều của V kép. Và V kép này nè là lại là không gian vector con của VN cộng 1 có số chiều là M cộng 1, được gọi là cái phẳng M chiều hoặc là M phẳng của PN. Như vậy mỗi điểm của PN là một không phẳng. Phẳng một chiều hay một phẳng gọi là đường thẳng. Phẳng hai chiều hay hai phẳng được gọi là mặt phẳng. Phẳng N trừ một chiều hay N trừ một phẳng gọi là siêu phẳng. Hiển nhiên M phẳng PV kép là không gian xạ ảnh M chiều liên kết với không gian vector V kép bởi sóng ánh P thu hẹp trên V kép, đi từ V kép vào PV kép. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em.